Thưa quý vị và các bạn, trại nhân giống chó Pomeranian Hoàng Khang của anh Nguyễn Hoàng Khang, 35 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Tạo, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, hiện đang là cơ sở uy tín tại Việt Nam về quy mô, số lượng và chất lượng giống. Từ việc nuôi chó Pom để thỏa mãn niềm đam mê thú cưng, anh Khang đã khởi nghiệp và làm giàu từ loài chó đáng yêu này. Vốn có sở thích nuôi các loài thú cưng, nên anh Khang có nhập một số con chó Pom giống từ nước ngoài về nuôi. Giống chó nhỏ con, lanh lợi, mặt lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu, khiến anh ngày càng yêu thích và gắn bó với chúng. Sau khi nhân giống thành công giống chó này, anh ngày càng tâm huyết và mở rộng quy mô nuôi. Năm 2018, anh Khang thành lập SK Pom và không ngừng mở rộng quy mô trại từ đó đến nay. Đây là đầu tiên là giống như là mình thích đam mê về thú cưng và mang về để chăm sóc, để yêu thương thôi. Nhưng mà từ từ khi mà nó phát triển rồi thì mình bắt đầu mới nhân giống thành một cái trại nhân giống hiện tại bây giờ. Tên đầy đủ của giống chó Pom là Pomeranian, là loại chó có hình dáng nhỏ nhắn, bản tính thông minh, trung thành. Ở Việt Nam, chó Pom còn được gọi là phốc sóc. Hiện nay, trại nhân giống chó Pom của anh Khang đang nuôi khoảng hơn 50 con chó Pom đều đang ở độ tuổi trưởng thành. Do là giống chó thuần chủng, nên việc nuôi dưỡng chó cần phải có gia phả, lý lịch rõ ràng để bảo đảm giá trị cho chó Pom. Chó con 2 tháng tuổi có giá bán khá cao, từ 30 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, trại giống xuất bán từ 80 đến 100 con chó Pom. Sau khoảng 1 năm đầu tự mày mò nghiên cứu và đi học tập kinh nghiệm, anh Khang đã làm chủ được kỹ thuật chăm sóc và nhân giống chó Pom. Đối với một con chó Pomeranian như thế này đó, chúng ta cần phải thứ nhất là về cái nhiệt độ nuôi, là chúng ta phải giống như là môi trường nuôi phải là thật sạch sẽ, thoáng mát. Và Pom này nó yêu thích, nó thích lạnh, rất là môi trường lạnh thì nó thích hơn, tại vì bộ lông nó rất là dày và nó rất là mềm mại. Và thứ hai là tiếp theo là về chế độ dinh dưỡng phải chăm sóc cho đúng về chế độ thức ăn, về tắm sấy là thường xuyên chải lông và thường xuyên tắm gội để cho bộ lông được sạch sẽ. Năm 2018, chó Pom của SK Pom vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng chó Pom đẹp nhất Việt Nam và top 10 trong bảng xếp hạng tất cả các giống chó đẹp ở Việt Nam tại Dog Show do câu lạc bộ những người nuôi chó giống đại diện tổ chức. Theo đánh giá của giới nuôi chó giống, hiện trại nhân giống chó Pom Hoàng Khang đang đứng số 1 Việt Nam về quy mô, số lượng nuôi chó Pom. Những chú chó Pom từ trại ngày càng được nhiều người biết đến. Thị trường hiện tại là đã bán được ra phía thị trường phía Bắc, miền Trung, miền Nam và đặc biệt là đã xuất khẩu được đi thị trường Mỹ và Philippines. Thì hướng sắp tới mình sẽ có thể là quy mô sẽ mở rộng ra hơn nữa và đầu tư về con giống sẽ chất lượng cao hơn nữa để nhằm cho đáp ứng cái nhu cầu càng phát triển của thị trường chó giống ở Việt Nam mình. Với mô hình mới lạ này, anh Nguyễn Hoàng Khang có thu nhập cao và qua đây minh chứng cho tư duy đột phá trong làm kinh tế của thanh niên Cần Thơ thời hội nhập.